Dạ. Sau đây thì em xin trình bày một vài cái trình bày về cái tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu 2018 848 và những cái thay đổi chính thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu 2018 848 đã được áp dụng và thay thế toàn bộ cái tiêu chuẩn trước đây ạ, là tiêu chuẩn EC số 834 gạch 2007 ạ. Trước khi đi vào tiêu chuẩn thì em xin nói về cái lịch sử hình thành về cái tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu thì được bắt đầu từ năm 1970 ạ. Thì ông Rudolf Steiner, người sáng lập ra phong trào nông nghiệp hữu cơ, thì là bắt đầu có nhấn mạnh về việc tránh sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp từ ngày 24 tháng 6 năm 1991 thì quy định EEC số 2092 gạch 91 đã ra đời, quy định chung cho nông nghiệp hữu cơ trong châu Âu. Từ năm 1999 thì quy định EC số 1804 gạch 1999 đã bổ sung các quy định cho lĩnh vực chăn nuôi, dán nhãn, kiểm tra các loại động vật phù hợp. Đến năm 2007 thì quy định 834 gạch 2007 được thay thế bởi quy định 2092 gạch 91 và quy định số 889 gạch 2008 sẽ bổ sung thêm cái nội dung là chăn nuôi và các loại động vật. Quy định số 1235 gạch 2008 thì quy định về việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp trồng trọt từ các nước thứ ba. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 việc sản xuất hữu cơ sẽ được quản lý bởi quy định EU số 2018 gạch 848 được ra đời ra đời vào ngày 30 tháng 5 năm 2018 ạ. Quy định hữu cơ EU 2018 gạch 848 ra đời và đi kèm đó là hơn 40 các văn bản quy định bổ sung liên quan. Mục đích của cái việc ra đời cái quy định mới này là để tăng cường cái tính toàn vẹn hữu cơ trong sản xuất, đặc biệt đối với hàng nhập khẩu. Và trên thực tế là tất cả những cái đơn vị mà sản xuất hữu cơ trong châu Âu thì hiện tại là đang áp dụng theo cái quy định mà EU số 2018 gạch 3848. Do vậy là khi mà từ ngày 1 tháng 2 khi mà ra đời cái này thì là họ cũng Liên minh châu Âu họ cũng muốn là quy định tất cả những cái tất các cái đơn vị sản xuất hữu cơ ấy, có thể là áp dụng cái quy định và đồng thời giống như là những cái đơn vị sản xuất ở trong khối châu Âu. Đây là một vài những cái văn bản chủ chốt để quy định cho cái chứng nhận nhóm. Thì những cái quy định này ví dụ như là những quy định về quy định số 2021 gạch 715 là yêu cầu đại họ có nội dung yêu cầu về hệ thống asset vai trò của quản lý asset bổ sung thêm trong cái điều khoản số 36 trong quy định mới. Quy định số 2021 gạch 278 là đưa ra những cái kiểm soát về tài liệu trong ICS và các kiểm soát trong những việc lấy mẫu. Cụ thể thì trong các điều khoản số 4 đến số 7. Cái quy định về quy định số 2021 1698 là quy định về kiểm soát công nhận các CB và các thủ tục kiểm soát ở các nước thứ ba. Quy định số 2021 gạch 165 là đưa ra những cái danh sách đưa ra danh sách các chất được phép trong sản xuất hữu cơ theo quy định châu Âu, và quy định số 2021 gạch 2306 là quy định về việc kiểm soát chính thức các cái lô hàng và các cái giấy và việc cấp COI, nghĩa là giấy chứng nhận kiểm định. Về những cái quy định trong về những cái thay đổi chính trong quy định thì em có chia ra thành 5 cái nhóm chính, 5 cái nhóm lớn. Thứ nhất là về quy định họ trong quy định mới này thì sẽ có cái sự thay đổi và chi tiết hơn
trong cái việc sản ở trong trong cái sản xuất trong sản xuất trong và trong quy định nhóm nhà sản xuất, các cái yêu cầu về ICS, ví dụ như là hệ thống về tài liệu hoặc là những cái vai trò trách nhiệm của ICS cũng sẽ được thay đổi và được chi tiết cụ thể làm rõ hơn. Các cái quy định trong việc thu gom, chế biến và lưu kho, rồi những cái sự thay đổi trong cái việc mà kiểm soát từ bên ngoài. Đầu tiên là về cái thay đổi chính ạ. Thay đổi chính thì sẽ áp dụng cho cái việc sẽ áp dụng cho toàn bộ các nhà sản xuất tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm. Thì bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 sẽ bắt đầu chung một nguyên tắc là tuân thủ không áp dụng tương đương. Với trước đây thì Liên minh châu Âu sẽ có một cái sẽ có cái sẽ ủy quyền cho những cái tổ chức chứng nhận có đủ năng lực để đi đánh giá được những cái tổ chức chứng nhận được sử dụng các cái hệ thống, cái bộ tiêu chuẩn của họ tương đương với bộ tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ châu Âu và đi đánh giá các cái đơn vị sản xuất hữu cơ. Tuy nhiên thì với sự thay đổi này thì bắt đầu đối với những cái đối với những cái đơn vị sản xuất ở các nước thứ ba thì từ năm 2020, từ năm 2024 trở đi ạ, là các CB bắt buộc là sẽ đánh giá áp dụng đánh giá theo tiêu chuẩn mới ạ. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì toàn bộ các CB sẽ chỉ cấp chứng chỉ khi đã được xác nhận tuân thủ theo cái tiêu chuẩn EU 2018/848. Các cái quy định các cái thay đổi trong cái sản xuất hữu cơ thì trong sản xuất thì nó cũng được quy định chỉ cụ thể và chi tiết hơn. Em lấy ví dụ như là ở trong cái tiêu chuẩn mới EU ạ, thì nó sẽ cụ thể hóa cái việc mà khi mà đánh giá các loại cây trồng để áp dụng đúng để cái các cây trồng mà được đánh giá để áp dụng ấy, thì là sẽ phải được sản xuất trên cái trên đất và trên đất liền thổ, chứ còn tất cả những cái sản phẩm, những loại cây trồng mà được trồng trong trong chậu hoặc là trong thùng thì là sẽ không 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 đáp ứng, không đủ điều kiện để đánh giá theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo tiêu chuẩn này thì việc đa dạng về luân canh xen canh cây trồng thì cũng sẽ được chú ý và sẽ được ưu tiên hơn trong cái việc đánh giá, sẽ có những quy định cụ thể về cái việc này trong tiêu chuẩn. Các cái danh sách đầu vào thì sẽ bắt buộc là phải theo quy định mới ạ. Trong cái trong trường hợp là sản xuất song song thì cũng sẽ áp dụng áp dụng cho những cái hộ sản xuất nhỏ. Trước đây thì theo tiêu chuẩn tương đương thì bên em có áp dụng có cho phép một vài trường hợp sẽ có thể đánh giá đánh giá theo là sản xuất song song. Tuy nhiên là sẽ phải có một cái hệ thống tài liệu và phải có những cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ đối với sản phẩm mà trồng theo 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 canh tác song song. Tuy nhiên thì đối với cái tiêu chuẩn EU mới thì là họ sẽ là không 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 cho đánh giá sẽ không cho trồng trong cái trường hợp đó chết song song. Các cái biện pháp phòng ngừa thì sẽ có những cái biện pháp phòng ngừa ở từng cái đơn vị sản xuất. Đơn vị sản xuất sẽ phải đưa ra những cái biện pháp phòng ngừa rủi ro và phải cụ thể hóa trong các cái văn bản nội bộ. Họ phải có những cái sự họ phải đưa ra được những cái rủi ro của trang trại. Và đồng thời đó là sẽ đưa ra được những cái biện pháp để phòng ngừa những cái rủi ro, họ chỉ ra những cái rủi ro và chỉ ra những cái biện pháp đấy và phải viết phải tài liệu hóa ra những cái vấn đề đấy và phải lưu lại trong cái hệ thống văn bản của đơn vị. Đối với cái việc mà đánh giá xem xét những cái trường hợp ngoại lệ thì cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, ví dụ như là về các cái vật liệu trồng trọt thì cũng sẽ cụ thể hơn. Điểm thứ hai là điểm thay đổi đối với nhóm nhà sản xuất ạ. Cái điểm này thì
khá là quan trọng, bởi vì thực tế hiện nay là ở Việt Nam mình cái mô hình đánh giá nhóm nhà sản xuất thì cũng đang nó đang khác hoàn toàn so với cái tiêu chuẩn mới này. Cụ thể là đối với nhóm nhà sản xuất thì nhóm nhà sản xuất ở đây thành thành viên sẽ là bao gồm sẽ là nông dân, thành viên ở đây tham gia sẽ là nông dân ạ. Và về quy mô thì các thành viên này sẽ đều nằm trong những giới hạn về quy mô hoặc là doanh thu, ví dụ như là mỗi một thành viên thì tổng diện tích đất của mỗi một thành viên là không được quá 5 hecta đối với cái diện tích đất ngoài trời, 0,5 hecta đối với nhà lưới. Và có một cái lưu ý là 5 hecta ở đây là không phải là chỉ là mỗi diện tích hữu cơ mà nó là toàn bộ cái diện tích canh tác mà chủ mà được sở hữu dưới tên của các thành viên đấy. Ngoài và hoặc là cái doanh thu từ sản phẩm hữu cơ là sẽ nhỏ hơn 25.000 ơ. Có nghĩa là trong trường hợp nếu cái thành viên đó mà có tổng diện tích đất là lớn hơn 5 hecta với ngoài trời thì sẽ không đạt, đúng không ạ? Nếu mà không đạt như vậy thì mình sẽ nhìn tiếp vào cái phần doanh thu. Nếu mà cái phần doanh thu nó dưới 25.000 ơ thì lúc đấy là cái điều kiện là thành viên của nhóm thì vẫn được áp dụng. Và đối với nhóm nhà sản xuất thì họ sẽ tối đa là 2.000 thành viên trên một nhóm. Và cái nhóm sản xuất này thì bắt buộc là phải có tư cách pháp nhân. Có hệ thống phải xây dựng được cái hệ thống kiểm soát nội bộ ICF và bắt buộc là phải bán hàng thông qua nhóm, không bán riêng. Có nghĩa là với khi mà các thành viên nằm trong nhóm nhà sản xuất và được chứng nhận và cái nhóm nhóm đó được chứng nhận hữu cơ thì khi các thành viên họ bán hàng qua nhóm thì toàn bộ những sản phẩm hàng đó sẽ được được bán dưới dạng hữu cơ. Còn nếu mà các thành viên mà họ bán lẻ ra bên ngoài thì những cái sản phẩm họ bán ra bên ngoài không thông qua nhóm thì sẽ không được xác nhận nó là sản phẩm hữu cơ. Và một ý nữa là các cái thành viên này thì đều cùng phải nằm trong một khu vực địa lý, ít nhất là trong một quốc gia, ít nhất là trong một quốc gia, và một thành viên thì không được tham gia chứng nhận của hai nhóm với cùng một sản phẩm ạ. Em lấy ví dụ một thành viên có hai sản phẩm, có một sản phẩm họ 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 họ, họ, họ sản xuất chè, họ trồng chè chẳng hạn, thì họ đã tham gia một cái nhóm A rồi, thì có một cái nhóm B họ cũng chứng nhận hữu cơ cho sản phẩm chè, thì cái thành viên đấy họ không được tham gia cả nhóm A và cả nhóm B, họ chỉ được tham gia một trong hai nhóm A và B cho cái sản phẩm chè của mình. Đây ạ. Em vừa nói đến cái việc mà cái thành viên ạ, thành viên tham gia của nhóm thì là bao gồm là các thành viên là nông dân. Thì bên này em đang có một cái slide chú ý là hiện tại tình trạng phổ biến Việt Nam hiện nay thì là trên các cái chứng nhận nhóm ấy, thì đa phần là các nhóm có tổ chức là các nhà chế biến xuất khẩu, các nhà chế biến hoặc là nhà xuất khẩu, họ sẽ cùng chứng nhận nhóm, họ sẽ có một cái hệ thống quản lý các nhóm nông dân, và trên cái chứng nhận là sẽ đứng chứng nhận là các đơn vị chế biến, đơn vị xuất khẩu, thì theo như cái tiêu chuẩn mới thì sẽ như vậy là sẽ không không được không tuân thủ về cái định nghĩa nhóm sản xuất. Bắt buộc là các thành viên tham gia nhóm phải là nông dân và những người sản xuất và những người sản xuất. Xin phép mình nhờ Hương là tăng tốc lên một chút nhá, À vì dạ thế vâng. là hơi chậm. Dạ vâng. Đây là hệ thống những cái tài liệu về hệ thống các tài liệu về ICF. Đây là những cái em nốt vào đây là những cái quy định đi kèm ạ, để bổ sung rõ hơn cho việc ICF đối với nhóm nông dân. Thì ví dụ như là trong cái thì ở tại cái điều 36 của quy định 2018, của quy định châu Âu 2018 848, thì tại cái điểm tại điều số 36 sẽ quy định rõ các cái tài liệu thủ tục của ICF, họ và các cái vai trò của giám đốc ICF và các thanh tra viên ICF cũng sẽ được làm rất là chi tiết tại cái điều 36 này, rồi những cái lỗi của ICF với quy định số 2021 gạch
279 thì có quy định về các cái tài liệu, làm rõ các cái tài liệu và hồ sơ của một nhóm dân, một cái nhóm sản xuất và các cái thông báo từ giám đốc ICF. Và còn quy định số 2021 gạch 771 là những cái quy định về đánh giá hệ thống ICF đối với các thanh tra bên ngoài. Thì ở đây thì các yêu cầu của ở trong cái quy định mới này thì yêu cầu ICF cũng sẽ rõ ràng hơn. Thứ nhất là về các thủ tục văn bản, các thủ tục văn bản thì sẽ chi tiết hơn, và rồi vai trò và trách nhiệm của giám đốc ICF, các thanh tra và thanh tra viên ICF cũng sẽ cụ thể hơn. Ví dụ như là về hồ sơ, các cái hồ sơ liên quan đến cái việc đào tạo thì theo cái tiêu chuẩn mới, toàn bộ hệ thống ICF sẽ bắt buộc đào tạo hàng năm, một năm một lần, tối thiểu là một năm một lần. Những cái tài liệu và hồ sơ ICF thì sẽ được cụ thể và bắt buộc phải lưu tối thiểu là 5 năm. Và trong tiêu chuẩn mới này thì các thanh tra nội bộ bắt buộc phải thanh tra 100% thành viên. Và trong cái ICF thì sẽ quy định rõ hơn. Ví dụ như trước đây thì ICF sẽ chỉ làm việc, sẽ chỉ kiểm soát dừng lại ở cái việc là nông dân sản xuất và sau đó là nông dân bán, nông dân sản xuất như nào đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà với quy định mới này thì ICF, cái phạm vi làm việc của ICF sẽ rộng hơn. Có nghĩa là ICF sẽ phải kiểm tra từ cái khâu sản xuất đến cái khâu bán, kiểm tra cả cái sản lượng bán, kiểm tra cả sản lượng bán của từng thành viên, và sau đó là sẽ xem xét là thành viên đó còn phù hợp với cái quy định về về nhóm nhóm nông dân hay không, rồi cũng phải và phải xem được cái phần truy xuất nguồn gốc cân bằng in nào, rồi cũng phải đào tạo nông dân hàng năm. Ở với trong phần thu gom chế biến và lưu kho thì ở trong khâu này quy định mới cũng yêu cầu cần phải đưa ra những cái biện pháp phòng ngừa để tránh trộn lẫn và nhiễm bẩn các sản phẩm được chứng nhận ở tất cả các giai đoạn, và điều này thì cũng cần phải được văn bản hóa và lưu trong hệ thống sổ sách của trang trại. Những cái sản phẩm, chỉ những sản phẩm được phép có thể sử dụng để kiểm soát sinh vật gây hại ở khu vực lưu trữ hoặc là chế biến sản phẩm hữu cơ. Những cái nguyên tắc thu gom và lưu trữ kho sản phẩm thì cũng được quy định rất là cụ thể, quy định cụ thể hơn tại phụ lục 3 của điều khoản tiêu chuẩn. Các cái công đoạn chế biến sản phẩm hữu cơ thì cũng được quy định cụ thể hơn và rõ ràng hơn tại phụ lục 2 phần 4 trong tiêu chuẩn này. Với việc kiểm soát từ bên ngoài thì theo quy định mới đối với các nhóm thì trước đây là cái việc mà quy định về số lượng kiểm tra sẽ là căn bậc 2 với tổng các cái nhóm hộ dân, tổng tổng số thành viên trong nhóm. Tuy nhiên thì theo quy định mới thì sẽ là tối thiểu 5% số thành viên mỗi nhóm thì sẽ phải được thanh tra hàng năm. Và cái việc lấy mẫu thì sẽ quy định là tối thiểu 2% số thành viên phải được lấy mẫu hàng năm. Đối với hoạt động sản xuất thì sẽ có những cái biện pháp trong các trường hợp nghi ngờ hoặc là khẳng định có sự xuất hiện của những chất cấm, các cái biện pháp bổ sung vĩnh viễn đối với các quốc gia có rủi ro cao, thì cái này là cũng sẽ có những quy định cụ thể. Với cái quy định mới này thì sẽ có cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn về tổng thể. Vì vậy là các tổ chức chứng nhận sẽ cần phải kiểm soát sự tuân thủ những các yêu cầu chi tiết mới trong EU thay vì là hệ thống tương đương trước đây. Với cái việc mà thay đổi như thế này thì cũng sẽ gây ra rất là nhiều những cái thách thức đối với các đơn vị đang sản xuất trong cái chứng nhận hiện nay. Ví dụ như là phí chứng nhận sẽ tăng tăng đáng kể, rồi cái việc mà phải tổ chức lại cái chuỗi cung ứng hữu cơ của các nhóm sản xuất nhỏ đã được thành lập tốt rồi, và bây giờ nếu mà thay đổi như vậy thì nó cũng sẽ là một cái thách thức rất là lớn với cả những người mà họ chưa có
họ chưa có cái năng lực và chưa có cái kinh nghiệm trong cái việc mà tổ chức quản lý hệ thống, tổ chức quản lý sản xuất thì nó sẽ rất là khó với cái việc mà đối với những cái nhóm nhóm dân. Rồi các cái quy định ở trong tiêu chuẩn mới thì cụ thể hơn và phức tạp hơn, và do vậy mà cái việc để hiểu và tuân thủ một cách tốt nhất thì cũng sẽ rất là khó. Thì như vậy sẽ cần phải cần phải có sự hỗ trợ của các bên